Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xà Rồng Vàng. Và hôm nay chúng tôi trở về xã Hoài Lam, huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng. Và căn nhà Yến này thì chúng tôi cũng đã làm năm nay, đến thời điểm này là được 10 tháng. Được 10 tháng rồi. Đấy. Được 10 tháng rồi thì hôm nay tôi mới có dịp tôi kiểm tra lại cho nhà bác Trung ở xã Hoài Lam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đấy. Xin chào tất cả mọi người, nuôi Yến nhá. Nuôi cây ao cá, xong một tuần tre. Vâng. Đây, mời đấy. Ở đây sầu riêng tất cả mọi thứ này, đây là nhà Yến. Đấy. Sầu riêng nhà Yến này. Măng cột. Và bây giờ là thú vui tuổi già làm nhà Yến ngồi đây ngắm chơi. Thì hôm nay cũng có chim để ngắm lại nữa bác Trung. Đi để mình vào kiểm tra xem sao. Đấy, thế thì như thế này thôi. Ở khu vực Lâm Đồng, mấy xã ở khu vực Bảo Lộc, Di Linh, rồi là đến Lâm Hà, Đan Phượng, đến Đức Trọng là vẫn làm Yến rất là tốt nha. Đấy. Thế còn riêng là Đà Lạt ấy, thì cái độ cao nó tương đối là cao thì làm nhà Yến thì nó hơi kém tí, nó lạnh. Thế còn tất cả những cái vùng như là Đà Lạt, như vừa Đức Trọng làm được này, Lâm Hà làm được này, Di Linh làm được này, về Bảo Lộc làm được này. Đấy, nên là đây là một cái nhà Yến ở Di Linh này, Hoài Lam, Di Linh. Đấy thì so với một số kỹ thuật thì cũng chia sẻ là làm ở những cái vùng này nó lạnh là làm là nó khó, mà phải dùng máy sưởi máy đồ đủ thứ trên đời. Nhưng mà tôi thì chỗ nào tôi làm thì khắp Việt Nam này, kể cả ngoài Bắc nữa, tôi vẫn làm được nhà Yến bình thường. Đấy, như nhà này nên là năm đó là coi như là không có nổi vài cặp chim mà anh được một tổ thôi. Đấy, thế nên hôm nay này kiểm tra lại thì chắc là cũng ổn thôi. Mình mở cửa mình vào đi bác. Bà con này cứ chờ đợi. Xem chim nó nhiều chưa? Đấy, còn đây là sầu riêng. Đấy. Đây là sầu riêng này. Người ta sầu riêng nhưng tôi không sầu. Sầu riêng thì mặc sầu riêng, ai sầu mà kệ thì riêng tôi không sầu. Đấy, đây là cây sầu riêng của bác này. Đây là cây măng cụt trồng đấy, cả một cái này 12 năm phải nhỉ? 24 năm. Đây. Quá trời luôn. Sầu riêng thì mặc sầu riêng, ai sầu mà kệ, riêng tôi không sầu. Có thì ăn rồi chứ tôi không có. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ với bác Trung. Đấy. Bác Trung độc thân. Đấy, úi giời ơi, chim nó lượn nhau. Sầu riêng thì mặc sầu riêng, ai sầu một kẻ riêng tâm sầu. Đây là vẫn hai cái âm ly, thấy là đợt này thấy gọn gàng đẹp đẽ thế nhỉ. Hai âm ly mới rồi, tắt âm ly để vào kiểm tra nhà Yến. Sầu riêng thì mặc sầu riêng, ai sầu một kẻ riêng tâm sầu. Ôi giờ này bàn đánh đây nó có mùi Yến này bác. Bàn đây nó có mùi Yến này. Nhưng mà sàn dưới thì hơi lạnh tí, chủ yếu sàn dưới. Đây có chim này, cạnh chim bậy à. Ôi giời, đây rồi. Đây này, đảo ở này. Đấy, phần này. Chứng tỏ mùa này nó lạnh nên nó không chịu ra mất rồi. Giờ này nó vẫn bay thôi nhỉ. Chỗ này chỉ bảo này. Cái đầu này quẹt không lắm. Đây này, trong cái chỗ này này. Cái đầu này quẹt nếu không nhầm cái thì là thả hơn là. Đây này, chỗ này có quẹt nữa này. Đây quẹt. Thò này vặt đi. Vặt đi. Vặt đi. Sàn dưới này không có đâu, sàn dưới này nữa. Nên sàn trên, đây là người đây. Chưa bảo bác rộng quá mà. Rộng nó sao. Rộng quá mà. Rồi hôm nay đây chỗ này chim mới vào ở nó có chung này. Đây, được mấy ngày này. Đấy. Ôi, nó khắp sàn luôn này. Sàn hai nó thấy đây. Chỗ này mình có tổ phải, có tổ này. Nó để trong tổ giả. Đây, để vào. Đây. Đây, sau này là chim này vào mới vào này.
cái này dỡ bạc nó mới vào đấy. Mấy ngày này chiên mấy lần đấy, chiên nó mới vào đấy. Góc này có này. Đây này, thấy tuyệt vời không? Đây, dập cái này này. Đấy, dập cái này luôn này. Chim mới đây, ui chim mới này, mới là đây chỗ này mới là mới tem luôn. Cái này bao lâu? Cái này quẹt rồi. Cúc quẹt này này, cúc quẹt đây chấm chấm này. Đây, đây chỗ này cái này nó tổ này. Ui, con có con mà. Đây, đây, đây là tương lai, đây là tương lai quẹt này này. Tương lai. Quen này. Thì một năm nữa là đuổi nó không ra. Không giờ đuổi bắt không mà giờ bắt đuổi nó không ra nữa. Đuổi nó không ra. Không, sàn trên có sàn này thân thường nó lạnh nhá. Nó là lạnh hả? Nó thời tiết ấy, thế nước ngoài. Thời tiết nó lạnh. Nắng ấm. Âu ấm. Mà được rồi, nó bảo ở như này là ok rồi. Nhưng mà thường thường ở trên này là thường ai ở tầng trên trước. Tầng trên thì đặc hơn. Đây, tầng trên này bắt đầu là tầng này bắt đầu nhiều này. Vậy số nó ở đây. Đặt xe này lên này. Kiếm sàn nó lại dài, nó bay này lại. Đây cũng phải kiếm. Đấy, lóc tóc đấy. Ô, tỏ này trông này. Ui, con này nó kêu lọc cọc quá à. Kêu to không? Con này con trái. Kêu to nhỉ? Ui, con này phân. Đấy. Không, con chắc nó kêu to nhỉ? Kêu cách. Như là đánh bánh đi. Xuân nó mới nhiều phân từ cầu thang trên này. Đấy, trên đây nó mới nhiều này, trên đây nó mới nhiều này, cuối cùng này đây mình đang dọc một tường này. Con đang
mầm bắt nó đang bắt trứng trong đó, đang gấp đây. Đây này, kiến sàn luôn này. À, rất là nào kiến sàn này. Đây là phần thơm thơm núi này nhỉ. Để rồi, ok. Rớt trứng này. Đâu? Nó để rớt đấy. À không, cái này nó ấp là sao chứ? Nó bằng. À, cầu này nó có con mà. Ừ. Đây, cái này nó tỏ rớt này. Tổ cũng được bài tổ nấu cháo rồi. Có này có tổ thành đàn rồi, có tổ yến thanh nhà mình rồi. Đi tua đây. Đấy, ổng đấy ở Lâm Đồng này nằm ổng nhiều này, ổng to đấy chứ ổng nhỏ đâu. Ổng 100 nghìn. 100 nghìn ổng to chứ ổng nhỏ. Thảo ra cho khí nó làm nhiều. Ổng giờ thấy chưa? Ở đây phần đẹp rồi. Thơm ít. Thôi ra bắt đầu là này. Có hy vọng vào tương lai rồi. Em ơi mùa sắp đến rồi đó. Em ơi mùa sắp đến rồi đó. Có cả chim con lẫn chim già. Cười, lúc mới lên làm không có tổ nào, không có chim mặt rách như bị rách. Hôm nay chim người đó. Tương mùa xuân. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong video lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.